Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hữu Nhân. Và hiện tại em đang có mặt tại ngã ba đường Trần Quý Cáp và đường Thiên Hữu Dương thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn đến một bất động sản ở đường Thiên Hữu Dương ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả các anh chị và các bạn hãy cùng theo em đến bất động sản ấy nhé. Xin mời. Theo như hành trình thì chúng ta sẽ thấy được vật liệu xây dựng An Dương. Đấy quý vị nha, vật liệu xây dựng An Dương. Khu dân cư ở đây rất là đông đúc nha quý vị nha. Và ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái con kênh nhỏ nha quý vị. Ở đây. Và điểm tâm ở đây thì chúng ta không cần lo nha quý vị nha. Và giáp với đường này thì chúng ta sẽ thấy được chợ nha quý vị nha. Chợ. Và trọng tải của con đường này sẽ là 10 tấn. Xe 10 tấn có thể là chạy vô tư luôn nha quý vị nha. Xe 4 bánh 10 tấn chạy vô tư luôn. Dạ. Đây là cái con kênh ở đường Thiên Hữu Dương nha quý vị nha. Rất là xanh mát. Và chúng ta có thể thấy được rằng là điểm tâm cũng có và các chỗ bán thịt cá này kia rất là nhiều quý vị nha. Rất là đông đủ nha quý vị. Và chiều cao an toàn cho đường Thiên Hữu Dương sẽ là 11 mét nha quý vị nha. Dạ đây. Rất là xanh tươi quý vị nha. Rất là xanh tươi. Đường lộ này sẽ là đường lộ đan quý vị nha. Thưa quý vị. Và khi chúng ta cứ đi thẳng một con đường này thì chúng ta sẽ đi được qua đường Trương Định quý vị nha. Chúng ta sẽ đi qua được đường Trương Định luôn ạ. Xin chào quý vị và hiện tại em đang có mặt tại bất động sản đường Thiên Hữu Dương, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Với tổng chiều ngang là 11m và dài 26m. Thổ cư 105m quý vị nha. Ở đây. Như quý vị có thể thấy được là cây xanh rất là nhiều quý vị nha. Ở đây rất là thích hợp cho tất cả các quý vị xây nhà ở dưỡng già này kia, rất là hợp lý quý vị nha. Phong cảnh xanh tươi rất là đẹp. Còn có cả con kênh ngay trước mặt chúng ta luôn. Đây, đây chính là con kênh trước mặt chúng ta. Và như khi nãy em đã nói thì trong vòng bán kính một cây số thì chúng ta sẽ có chợ Bách Hóa Xanh, khu đô thị Phú Cường, quảng trường và các nhà thuốc tây quý vị nha. Và cũng trong bán kính một cây số thì chúng ta sẽ đi được đến chùa Thôn Dôm quý vị nha. Chùa Thôn Dôm là một ngôi chùa của người Khmer nha quý vị. Phong cảnh rất là xanh tươi quý vị nha. Có những cây dừa và những loại cây khác rất là đẹp.
Rồi chúng ta sẽ có nhà, sẽ thấy luôn cả nhà trọ, tiệm tạp hóa, những chỗ bán điểm tâm sáng, chợ, rất là đầy đủ tiện nghi nha quý vị nha. Và trong bán kính 1,5 cây số thì chúng ta sẽ có bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đấy quý vị. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang trong bán kính 1,5 cây số. Sở hữu được bất động sản này thì chúng ta sẽ không có lo về việc xây dựng quý vị nha, tại vì ở trước đường, ngay khi chúng ta đi vào thì chúng ta có thể thấy được là công ty vật liệu xây dựng đấy quý vị nha, cho nên là phần xây dựng chúng ta sẽ không có lo lắng gì cả nha. Và kế bên thì sẽ có một chỗ bán điểm tâm sáng quý vị nha. Phong cảnh rất là hữu tình luôn quý vị nha, rất là đẹp. Và em xin nhắc lại một chút xíu là thửa đất ở đường Thiên Hậu Dương thuộc phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, với chiều ngang là 11m và dài 26m, thổ cư 105m nha quý vị nha. Nếu như quý vị và các bạn có quan tâm đến thửa đất ở đường Thiên Hậu Dương, điện thoại em sẽ để trên màn hình và giá em cũng sẽ để ở đầu clip luôn nha quý vị nha, trên tiêu đề luôn. Dạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video sau của Nhà Đất Hữu Nhân. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.